Xin chúc mừng các anh chị ạ. À. Và ở những đợt trao giải thưởng may mắn sau, thì sau khi mà Giải Ngọc đọc những con số may mắn thì các anh chị vui lòng là mình sẽ mang cái tấm phiếu của mình liên hệ ban kiểm soát vé ở bên trái, chứ chúng ta sẽ không lên sân khấu nữa, để chúng ta tiếp tục theo dõi những tiết công ty Carovimax 2 sẽ lên sân khấu để tìm ra 20 giải thưởng may mắn tiếp theo cho giải 3. Xin được trân trọng kính mời ông Lý Trọng Khang ạ. À. Không tám một bốn một bốn ba chín ạ, một bốn ba chín một ba sáu. Lúc lưng đưa cái bác hoài mà chờ đi nổi đi lên không lâu nữa. Nãy giờ có ai chúng không ai chín bốn kiếm em là lì xì cho em, là tao thấy tao đi cũng mệt lắm đó nha. 0642 người Việt sức khỏe, cảm ơn sống lâu trăm tuổi, năm ăn phát tài. Thôi 99 đâu bạn, 99 tuổi gì cơ. 1365 khỏe nè. Dạ. Anh Phúc 1365 cố gắng là phát triển nghề nghiệp nè. Dạ. Để còn là nhiều người 0903 để người ta ngưỡng mộ mình. 0449 cảm ơn anh. Chia liền. Không, chia liền. 0011 còn bảy nữa. Lên chia cho em ba nữa. Đến ngồi chia cho em ba nữa. Dạ. Cảm ơn. 1037 với lại có nhiều bài của người em hát nữa. Ừ. Dạ. 1237 ổn rồi anh sẽ viết thêm. Dạ. Mày thì có như gần như giống công ty số 1 rồi. Dạ. Bài nào cũng có. Dạ, cảm ơn người. Dạ. Nhìn nhất. Còn không á thì chương trình mình á tới 12 giờ chưa xong nữa. Cho nên là chú đề nghị như vậy nha. Cứ đọc số trúng may mắn xong tụi con cầm cái số đó, kẹp số này lên ban tổ chức của công ty nhận tiền là đủ rồi nha. Dạ tôi có cảm ơn chú ạ. 0452 0842 0842 số 842 ạ. 10177 1399 1399 0971 0971 0276 0276. Và mời các anh chị có số phiếu may mắn chúng ta vui lòng lên ban kiểm soát phiếu ở phía bên trái. Để máy thấp thấp xuống. Tối có 0512 0512 1381 1381 và 0917 0917 177 1399 1399 0971 0971 0276 0276. Và mời các anh chị có số phiếu may mắn chúng ta vui lòng lên ban kiểm soát phiếu ở phía bên trái. Để máy thấp thấp xuống. Tối có phải không? Không chắc là gì rồi. 0512 0512 1381 1381 và 0917 0917. Dạ vâng.